Wow, view thấy đẹp chưa? Dạ, sao? Nãy cái anh phục vụ ra, anh lấy cái đó xong rồi mình nói cảm ơn, thì nói chung là cũng nói chuyện với lại vợ chồng mình một chút xíu á. Rồi cái mình nói với em xã mình là em thích cái anh phục vụ này. Cái con gái mình nói, cái bụi nó nói chứ trời ơi, mẹ kết hôn rồi, mẹ có chồng rồi mà mẹ còn thích đàn ông khác nữa hả? Ông xã mình nói trời ơi, phùng quá, phùng quá. Cái gì vậy? Người bây giờ là Mai đang đứng trước cái khách sạn Marriott Fairview ở nay ở Canada, mọi người rất là đẹp ha. Bây giờ thì hôm nay thì xin mời mọi người đi theo chân Mai đi vào coi thử coi phòng ốc trong khách sạn này như thế nào ha. Và cái giá của khách sạn này ngày hôm nay gia đình Mai thuê đó là 10 triệu một ngày ha mọi người, khoảng 400 mấy chục đô, đó là 10 triệu đồng một đêm ha. Xin mời mọi người. Ông xã Mai thì đang là tiếp tục để gửi xe ha. Nên bà nhỏ thì lúc nào cũng đòi ông xã Mai nắm tay dẫn xuống mới chịu. Check in. Vô con ơi, mình check in lẹ lẹ để con hẹn ở nhà hàng với mày ăn sáng, ăn tối luôn. Wow, cái hàng check in đông dễ sợ ha. Hai mọi người thì khi mà mình đến đây thì mình có đặt ở một cái nhà hàng ở gần đây ha. Đó là nhà hàng ở trong khách sạn luôn, Morton Grill, nhà hàng rất là nổi tiếng về steak ha. Thì bây giờ mình sẽ đi tới đây để mình lấy cái bàn ha. Wow, đây mọi người, nhà hàng có tên là Morton Grill, nằm bên trong khách sạn Marriott Fairview luôn ha. Nhà hàng này là steak rất là ngon, ông xã mình nói vậy đó. Thì từ đầu cổng vào là có nhiều cái rượu vang ha. Wow, cái nhà hàng này có cái view ngay nhìn xuống thác đẹp lắm mọi người, rất là đẹp luôn á. Mai nhìn từ đây mà mai thấy đẹp rồi đó nha, nhưng mà mai phải xếp hàng để lấy bàn cái đã. Hello, we have the reservation at 7:45, Mark Lyman. Đây, cái bạn phục vụ có hỏi mình có cần cái video của em bé không, mà nói có, con gái mình đã nói nó lớn rồi mà nó đâu cần video của em bé nữa đâu, ăn phiền nữa chứ. Đây, bây giờ hai bạn này cả nhà mình ai cũng muốn đi bathroom hết trơn á, nhưng mà để vô lấy cái bàn cả rồi đi toilet. Con gái nhỏ của mình nói là đừng có đụng vô cái bụng của nó, tại vì bụng nó là nó sẽ bị tiểu ra chứ tè ra quần của nó. Bây giờ là tới lượt của mình ha, mình sẽ đi vào. Các bạn đã xếp bàn cho mình ở chỗ nào? Ok, thank you. Đi con. Đây là cái quầy bar ha. Mình hỏi là có bạn ngồi gần nước không, nhưng mà bạn đã nói là bạn ngồi gần nước thì chỉ có 3 người là maximum thôi. Mà bàn này là 4 người ha. Kệ nó, ngồi trong cái booth thì cũng được. Wow, đây là một vòng cái nhà hàng mọi người ha. Đây là cả nhà. Đây là tổng quan cái nhà hàng ngày hôm nay ha. Ông xã Mai đã quay trở lại rồi ha. Và ông xã Mai muốn đổi qua cái bàn gần đây. Tại vì chồng Mai cũng rất là khó tính nha mọi người. Nói thật ra thì chồng Mai chỉ có dễ với vợ con thôi, chứ còn thật ra đi ra ngoài á là cũng đòi hỏi cái dịch vụ khá là cao. Thật ra tính là như vậy, tại vì ông xã Mai không có ngại trả tiền, nhưng mà phải cái dịch vụ ok. Tại vì cái bàn kế bên á có một cái hai đứa nhỏ đó là nó nhảy vòng cái bàn, ông xã Mai không có thích. Bởi vì theo văn hóa của người Mỹ á, là con nít á mà ngồi nhà hàng á là cũng phải ngồi yên trên bàn, chứ mà không có được mà nhảy đứng trên ghế hay là nhảy vòng đó, thì ông xã Mai cũng không có, rất là khó nha, khó tính. Nên thật là muốn đổi xa ra cái chỗ đó. Và ở đây có một cái đèn trên bàn nhìn mắc cười mọi người. Đây là hình con heo nằm ngủ ha, heo mà tấm sáng. Con gái của Mai hỏi gì vậy, nó con heo á. Nó thật ra thì người Mỹ họ cũng khó tính đó mọi người. Khi mà ông xã Mai mới hẹn hò với Mai thì con gái của Mai còn nhỏ đó, thì nó chạy vòng cái nhà hàng á, thì ông xã Mai cũng biết trước á, nên thành ra là cũng nói với các con á là không có được chạy vòng nhà hàng. Nhưng mà cũng không tránh khỏi ha, trong thời gian đầu á là các bé như là mình là người châu Á đó, thì con của mình hay chạy vòng á, mình không có để ý đến những cái đó. Nhưng mà đối với người Mỹ á, thì cái văn hóa của họ rất là kỵ cái chuyện đó. Thì ông xã Mai cũng rèn giũa cái mấy đứa nhỏ này á, rèn giũa riết á, mà ông xã Mai rất là kiên nhẫn ha, không cho chạy một lần thì lần sau nó chạy ít hơn, lần sau nó chạy ít hơn, thì rèn riết mà con gái của Mai mà vào nhà hàng là ngồi im, không có chạy vòng mọi người. Nói chung là người Mỹ được cái là họ dạy con rất là kiên nhẫn, không có bao giờ mà bỏ cuộc hết á. Nên thành ra con gái của Mai là bây giờ là cũng nói chung là cũng theo cái văn hóa của Mỹ á, hoặc là đi ra ngoài đường á mà nghe điện thoại hay cái gì đó là cũng bật rất là nhỏ, chứ không có bật to để làm ồn ào đến mọi người ha.
đây. Hôm nay Mai sẽ ăn steak mọi người. Thì ở nhà hàng này, nó cũng khách sạn này rất là tiện, là trong khách sạn có một cái nhà hàng luôn, và nhà hàng steak này cũng rất là ngon. Thành ra là ở đây cũng khá là tiện ha, mình không cần phải tìm cái chỗ ăn gì. Nhiều khi mình cứ tới đây mình ăn là cũng tiện ha. Hôm nay thì Mai sẽ gọi là cái món steak với lại tôm shrimp cocktail mọi người. Tôm hạt sốt cocktail và hàu. Mai cũng thích ăn hàu lắm. Đó thì ba món đó ha. Con gái của Mai được ăn steak chung với Mai luôn. Thì cả nhà ơi, cái bánh mì mà các nhà hàng này đãi mình á, nhìn nó to nè mọi người. Wow. Cái này có bơ hả? Đây là bơ nè. Đó. Wow. Không biết cái này là cái gì nữa. Đó, tại Mai đổ bún sao mọi người nha. Tại cái này đồ ăn của mình, ok. Nên mình không lịch sự gì. Sao hả? Hey honey, can you please cut it? Okay, thank you. Okay. Uh-huh, mày kêu xã mày cắt ra cho ăn thêm. This is my role. You guys want one too? Cái bánh mì này sẽ là miễn phí mọi người ha. Đó. Onion. À, ở trên này ông xã mày nói là có thể là hành tây á. Nhưng mà mày cũng không biết nó là cái gì ha. Ông xã mày nói là rất là nóng luôn á. Có vẻ rất là ngon ha. Nếu mà mềm nữa thì ngon. Tuyệt vời. Đây, của con nào Ngân? Thank you. Thank you honey. Nóng quá, nóng quá. Is it hot? Dạ, yeah, xíu muội ăn nha. Nhét bơ vô ăn nha. Good bread. What? Bà xíu muội nói là cho con miếng bơ đi, ngon. Mọi người nghe Ngân nói là bánh mì ngon. Đó, hai cho con nhét bơ vô đó. Đây mọi người, bây giờ là Mai ăn cái bánh mì thì thử ha. Cái ăn dưới thấy ngon lắm mọi người. Thì ở bên ngoài này là cái hành phi á, nó thơm lắm ha. Ở trong này nó mềm đó. Nhét miếng bơ vô nè. Bơ nó thơm, béo. Đây nè cả nhà ơi, Mai đã có nước trà rồi đó. Ở đây thì họ sẽ mang nước nước sôi cho mình ha, họ đem cho mình một cái gói trà như thế này nè, để mình tự trà. Đây là ai phao mình xin này, thì mai ông xã sẽ có uống rượu vang. Ai phao mình xin được không? Mà là, đây, mà là ông xã mày uống cái rượu này nè. If you can't blow them with your brilliance, blow them with your bullshit. Uống rượu, mày uống thì mày uống chung để cho vui thôi, chứ không phải là mày uống rượu hả? Yeah, yo, 1, 2, 3, enjoy. I feel like we're shooting movies in. Photoshop. Cái gái này nói ông xã mày có một người phải cần, phải có skincare, phải cần makeup nè. Nói là mẹ mua cho ba cái đồ trang điểm đi, mua cái chăm sóc nha đi. Đây là trà của Mai ha. Để Mai đợi một chút nó ra trà đi rồi Mai sẽ pha trà. Rất là thích uống trà nóng. Vui vẻ. Đây mọi người, đây là hầu của Mai ha. Sorry, thank you. Tối một chút xíu, sorry mọi người ha. Yeah, my food. Vì cái khách sạn ở Mỹ thì khách sạn nào cũng cái không gian tối tối vậy đó. Okay. Đây là Shrimp Hotel của Mai ha. Jumbo Shrimp Hotel nè. Đây là cái sốt cocktail để cho mình thấy cái vibe này nó hơi cay cay á. Đó. Thank you. Đây còn đây là salad. What are those plates for? Caesar salad. Just if you want to like share around. I think we're gonna run out of space. I'm not kidding. Take them away when you're here. Yeah, all right. Thanks. I'm good. No, thank you. Đói bụng lắm rồi đó. Ăn thôi. Đây mọi người, bây giờ Mai sẽ ăn cái món hàu của Mai mà sao nó tối ngay thôi nha. Tắt đèn tối lắm mà mình không có nhìn thấy được cái nước chấm. Nó lại quá Vietnamese on the khổ lắm, khổ lắm. Khổ lắm, khổ. Mình sẽ ăn cái con hàu này. Mai bỏ một miếng sốt cốt theo vô ha. Xong rồi ăn miếng chanh vô. Wow. Tươi ngon. Xíu muội là hả, nhỏ xíu là bạn oi tờ với lại ăn steak dữ mọi người. Ăn giống như là người lớn vậy đó. Cả nhà bây giờ Mai sẽ ăn thử cái con tôm cốt theo này nha. Thật ra cái tôm cốt theo của Mỹ là tôm biển, nó sẽ không có được ngon với tôm sông của mình đâu mọi người. Nó sẽ không có vị ngọt ha, nó dần giòn, nó không có vị ngọt. Tuy nhiên thì hàng Mỹ là phải chấp nhận thôi. Ăn mình chấm với cái sốt hot theo. Cả nhà ơi, no quá à. Mình mới ăn cái mấy cái miếng khai vị thôi mà no quá mọi người.
ăn tôm với lại ăn hàu thôi mà bây giờ no lắm, bây giờ không biết là ăn làm sao để ăn hết steak nữa ha. Ông xã mày đang ghẹo là tại hôm bữa mày nói á, mày trực đỉnh á, mày nói ủa ngày tự nhiên sinh nhật các em bạn chở em dẫn em đi tới này gặp hồi như vậy. Cái ông xã mày lúc đó đang ngủ mơ mơ, ông xã mày cũng tưởng thiệt, ông xã mày nói chết cha rồi quên hả. Ông xã mày cứ làm bộ nói chứ this is birthday trip, nghĩa là cái chuyến đi sinh nhật á, bởi vậy nên mình mới đi đó. Không phải là bộ nói vậy, cái hơi 5 phút sau ông xã mày tỉnh dậy, ông xã mày nhớ ra mấy ủa nhưng mà sinh nhật của em tới tháng sau lận mà, nó nói như là mai còn không nhớ cái ngày sinh nhật của mày đó. Ông xã mày là bó tay với mày luôn á. Thank you. Đây đây là cái Lignon của mai, là cái steak này ha. Cái này là medium ha. Thank you. Đây là mashed potato, là khoai tây nghiền ha. Đây là asparagus, là cái gì ta? Quên là măng tây, măng tây với lại đây là cái khoai tây của xã mai, là cái steak của xã mai luôn ha. Thank you. Đây là macaroni and cheese của con gái mai, là nuôi trộn với phô mai. Ngon không ngon? Ngon ngon. Ngon. Ok hả? Ok. Gái mày nói ok thôi. Nên bây giờ mày sẽ cắt cái steak của mày ra cho sư phụ ăn ha. Sư phụ muốn ăn steak mai, mày cũng no lắm rồi, nên là để cho sư phụ ăn. Đây mày cắt ra hết cho sư phụ luôn nha. Đó. Đây là của sư phụ nè, còn mai thì ăn một nhỏ xíu vậy thôi. Chứ mày no lắm rồi, để ra có. Làm đi. What do you say? Giỏi. Ok. Cái mashed potato này rất là ngon mọi người ha, không có quá nhiều tỏi, nhưng mà cái măng tây này thì không được ngon, tại vì họ để cái gì chua chua, ông xã mình không có thích ha. Đó, no quá, no rồi mọi người, mày rất là no, tại vì cái thực đơn của người Mỹ á rất là nhiều thịt, rất là nhiều chất đạm, nên thành ra là ăn mặc dù là ít nhưng mà nó rất là no. Đây cho mày ăn hết cái miếng khoai tây này nữa, củ khoai tây của người Mỹ, khoai tây nguyên một củ vậy lắm ha. Rồi họ thích ăn như vậy. Mình thì ăn này không thấy vị gì hết trơn á. Đây, ông xã mày đang order dessert ha. Đang order tráng miệng. Lúc nào cũng phải tráng miệng hết á. Mình thì mình no lắm rồi mà ông xã vẫn muốn tráng miệng. Cả nhà ơi, anh đã dọn dẹp sạch sẽ bàn của nhà mình ha. Chuẩn bị ra dessert ha. Đó. Đây, bà này thì suốt ngày cầm điện thoại, tại vì buổi tối nên thành ra là mình quay phim trong này mọi người thấy không có rõ ha. Đó. Wow, đây là cái ice cream sandwich đó mọi người, cái nghĩa là cái ice cream nó ở giữa ha, còn pass it over, don't reach. Cái animal hai bên đó là để cái bánh cookie á mọi người ha. You can check us too. Còn đây là cái key lamb, là cái bánh mà bánh chanh đó mọi người ha. Còn đây là cheesecake ha. They burned it up top, okay, so it's like a brulee. Mày thử ăn cái khi làm lên sao ha, cái bánh chanh á. Chua chua mặn mặn giống như chanh muối vậy đó, cũng được, ok. Giờ sẽ muội ăn kem với lại bánh cookie khi nè. Ngon không muội? Ngon không? Ngon hả? Ok. Ngon, con thấy ngon không con? Ngon hả? Ok, good. Tất cả cái bữa ăn này mình sẽ trả cho cái phòng của mình luôn ha. Ông xã Mai đang ký để Mai coi thử coi bao nhiêu tiền. Con thấy là 460 đồng mọi người ha. Bữa ăn ngày hôm nay là 460 đồng. Mai thì có vẻ thích cái bánh khi làm này ha. Để mày ăn chung với ở trên nó có cái whipping cream á, nó không có ngọt ha, nó chỉ béo thôi. Ăn chung với cái này cũng được. Nó sẽ balance cái vị của nó không có quá bị đậm. Ông xã Mai rất là thích chocolate mọi người. Thành ra nói là không hiểu sao mà tụi mình không có thích cái chocolate siro này luôn á. Thế mà mới nói là anh đúng là chính xác là con trai của mẹ anh. Tại vì bà nội rất là thích chocolate luôn. Ông xã Mai nói là tất cả người Mỹ đều rất là thích chocolate. Bây giờ là Mai đã thi đậu quốc tịch rồi là Mai phải thích chocolate. Một cái người phỏng vấn không có nói với Mai hả? Ông xạo xạo dễ sợ mọi người ha. Em bây giờ là người Mỹ, bây giờ phải thích, phải học cách để yêu thích sô-cô-la. Nãy cái anh phục vụ ra, anh lấy cái đó xong rồi mình nói cảm ơn. Thì nói chung là cũng nói chuyện với lại vợ chồng mình một chút xíu á. Rồi cái mình nói với ông xã mình là em thích cái anh phục vụ này. Cái con gái mình nói, sư phụ nó nói chứ trời ơi, mẹ kết hôn rồi, mẹ có chồng rồi mà mẹ còn thích đàn ông khác nữa. Ông xã mình nói trời ơi, phùng quá, phùng quá. Cái gì vậy? Wow, tối nào họ cũng bán bò bông. Sorry. Sorry. Wow. Tối nào họ cũng bán
cũng bán khô bông hết đó mọi người. Nên đó ngày mai mình sẽ quay ra mình quay khô bông cho mọi người xem, mình cách đây xa mà không thấy. Đây cả nhà ơi, bây giờ là nhà mình ăn xong rồi ha. Bắt đầu đi ra khỏi nhà hàng này để chuẩn bị đi lấy xe. Và không phải đi lấy xe, xin lỗi, lại đi lấy đồ ra khỏi xe. Bởi vì nãy giờ là do nhà mình là đã book cái nhà hàng này trước nên sợ trễ giờ đó. Nên mình phải đi vào đây ăn luôn. Và chưa có lấy đồ ra khỏi xe để cho anh Bill Boy đem lên phòng á. Thì bây giờ mình sẽ lấy đồ ra khỏi xe ha. À, bây giờ thì gia đình Mai sẽ lấy đồ lên phòng và sẽ review cái phòng này cho mọi người xem thử coi cái phòng mà 10 triệu. Tính ra tiền Việt là khoảng 10 triệu ha mọi người ha. Ở Niagara Falls và có cái view thác thì nó sẽ nhìn như thế nào mọi người. Okay. Ông xã Mai muốn rút tiền để ngày mai đi tip cho mọi người, cho tiền cò này nọ. Ở đây có Starbucks ở trong này luôn nha. Khách sạn này khá là bự, có đầy đủ dịch vụ hết. Và mọi người thấy cái line họ check in không? Bây giờ họ vẫn còn xếp hàng rất là dài ha. Lúc nãy ông xã mới nói là ông xã phải xếp hàng phía sau á. Xong rồi, tại vì khách sạn này nó có nhiều line. Theo ông xã phải phát hiện là có một cái line Platinum là thẻ bạch kim á. Mọi người, ông xã hay là tới thẻ bạch kim luôn rồi, Platinum rồi. Ông xã mày ở khách sạn Marriott rất là nhiều luôn. Thật ra là ông xã mày đi lên trước. Thế là cái cô kia có hỏi tại sao ông xã mới không xếp hàng mà phải đi mà được đi lên trước như vậy. Nó tại ông xã Mai là khách hàng VIP rồi. Đây chồng Mai để xe phía trước này luôn, tại chồng Mai nói là lúc nào cũng vậy hết, đi đâu cũng vậy hết á, cứ lúc nào cũng nói hả trả tiền thêm cho tiền á để được để trước này để khỏi cái phải đi xa. Nó chồng Mai thì đang tìm người để đi lấy hành lý ra đem lên phòng. Đây là cái valet parking là đậu xe vòng vòng, đây là người ta lấy xe cho mình đó là 59 đồng một đêm ha, cộng với thuế và phí nữa. Còn cái mà để phía trước luôn là 89 đồng một đêm cộng với thuế và phí nữa. Họ đã đem đồ của mình lên trên phòng luôn rồi, rất là good job ha, rất là tốt luôn. Bây giờ thì nhà mình lên trên phòng để review cho mọi người xem phòng của mình nhìn như thế nào ha. Đây mình quay cho mọi người thấy ha, đây có một cái đèn rất là đẹp, đèn pha lê rất là to. Đây là Starbucks nè. Sáng sớm phải xuống đây uống Starbucks cũng được ha. Mới đầu là nhà mình book 2 phòng, tại vì tưởng là bà nội sẽ đi chung được, nhưng mà cuối cùng hiện cái passport của bà nội, cái hộ chiếu không có làm kịp, nên thành ra là nhà mình đổi lại một phòng. Wow, khách sạn này rất là đông luôn á, tại vì á hả, khách sạn này có view rất là đẹp mọi người. Ngay cái view, cái phòng mình là nhìn ra là ngay cái view thác luôn, mình là book cái phòng có view đẹp nhất. Thì cả nhà rất là hào hứng ha. Oh, not yet. Okay. Oh my god. Tới lầu 16 rồi. Okay. Tới lầu 16 rồi. Okay. Đây là tới phòng của mình nè. Đây là phòng của gia đình mình 1606. Wow, hành lý đã được mang lên ha. Đó, hành lý đã được mang lên hết rồi. Đây là có hai cái giường ngủ ha. Đây là phòng suite nè. Còn ngoài này là các khu vực mà sẽ review từ ngoài vào trong ha. Đây có một cái tivi ha. Đây khu vực mà coi tivi. Ok. Đây là cái phòng ha. Và đây là cái view của thác nè. Wow, đẹp quá. Wow, ban ngày nhìn chắc là rất là đẹp luôn á. Sáng mai Mai sẽ tỉnh dậy, Mai quay cho mọi người xem ha. Wow. Ở đây có một cái một cái khu vực cái khu vực này thành cái phòng ngủ cũng được luôn á. Đó. Còn trong phòng này là hai cái giường. Đây cũng có một cái tivi nữa ha. Đó. Và đây có I will come down. Nước nè. Này ông xã mày kêu mày quay ra này, ông xã mày đã tắt đèn cho mày xem thấy cái view thác ha. Wow, view thác đẹp chưa? Look, is the red? Wow. Ooh. Rất là đẹp luôn. Đây mình sẽ nhìn thấy cái view thác. Okay. Đây là cái tủ lạnh ha. Để mày sẽ gỡ ra mày coi tủ lạnh đây có nhìn như thế nào ha. Không có gì hết trơn. Đây là cái menu của nhà hàng này. Đó. Có nhu cầu ăn tối thì mình sẽ gọi đây. Đây là khu vực pha trà và cà phê. Đây là tủ quần áo ha mọi người ha. Đó, tủ đựng quần áo nè. Đựng đồ, có hai cái gối thêm. Có bàn ủi ha, treo quần áo.
Còn đây là khu vực bathroom. Đây là phòng tắm, đây là sink ha. Nói chung là khách sạn này cũng khá là cũ chứ không có mới, nhưng mà nói chung được cái view rất là đẹp thôi. Đó. Cũng không có được đẹp giống như cái khách sạn Cliff House hay là cái khách sạn Ritz-Carlton ha. Mà ở khách sạn Ritz-Carlton thì mày thấy là mày thích cái nội thất của khách sạn Ritz-Carlton nhất luôn á, The Ritz á. Ông xã Mai với con Mai thì đứng ngoài để coi cái view, cứ xuống ngày đứng coi thác. Thì đây là phòng suite của khách sạn đó mọi người ơi. Thì video của Mai ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm dừng ha mọi người. Thì tạm biệt mọi người, Mai cũng chuẩn bị tắm rửa để đi ngủ nghỉ ngơi cho cái tour ngày mai tham quan ha. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày hôm sau. Tạm biệt.